Sau khi kết thúc ăn cư 3 tháng mùa mưa, Chư Tăng trước kia chia nhau đi mọi ngã đường, tiếp tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Để đánh giá lại quá trình tu học và sống chung với nhau, Đức Phật đã đưa ra pháp tự tứ nhằm mỗi cá nhân trong cộng đồng tăng già nơi trú xứ ăn cư đó thấy lỗi của mình. Pháp tự tứ bằng cách thỉnh cầu người khác chỉ những lỗi mà họ thấy, nghe hoặc nghi về tội lỗi của mình. Nếu những lỗi được chỉ ra ấy là đúng sự thật, thì tự thân mỗi cá nhân phải như pháp sám hối. Đây là một phương pháp giáo dục ưu việt mà Đức Phật chỉ dạy, để mỗi người bỏ cái bản ngã hẹp hòi, tự hoàn thiện mình trên con đường tu tập. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp giáo dục đặc biệt này. Chia sẻ đề tài liên quan đến luật. Khi ba tháng ăn cư rồi, thì Chư Tăng có làm lễ tự tứ. Khi Đức Phật tại thế, thì tùy theo ba tháng ăn cư các nơi đều trở về nơi chỗ Đức Phật để mà đảnh lễ, hỏi thăm sức khỏe và trình bày những cái điều mà ba tháng ăn cư dụng công đã đạt được. Thì do là Đức Phật như thì theo dụng công trong ba tháng, nhiều vị trình bày là chứng sơ quả hay là tứ quả rất nhiều cái hàng kỳ kia, đó là nhờ dụng công trong ba tháng ăn cư nên có kết quả như vậy. Thế thì sau ba tháng ăn cư rồi, hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni phải làm lễ tự tứ. Hai nghĩa cái tự tứ là nói lên những cái điều mà lỗi lầm của mình trong ba tháng. Thành ra cái ngày tự tứ được gọi là ngày quan hỷ nhập hoặc quan hỷ nhật, là cái ngày mà Phật quan nghỉ có thế, và cái ngày bao xá đà tất nhiên là ngày Bồ Tát. Thế thì là thì kêu ba tháng là an cư, thì trong đời sống hàng ngày sinh hoạt của mình chắc chắn cũng có những cái điều lầm lỗi nhỏ hay là lớn, nên Đức Phật đưa ra là phát lộ sám hối. Thành cái dân số mà từ tứ thì phải từ 5 vị tỳ kheo trở lên, nơi nào mà 4 vị tỳ kheo thành tăng cũng không được làm lễ từ tứ, chỉ là đối thủ từ tứ, không chứ không phải tăng pháp từ tứ. Tại vì sao? Thì 5 vị tỳ kheo thì có một vị sám hối với 4 vị kia là tăng, nói lên cái tội của mình, những điều mà sai phạm trong 3 tháng với 3 việc thấy, nghe và nghi, nên có là cái lễ tự tứ sau 3 tháng ăn cư 90 ngày. Thì tự tứ kia làm hai phần, một phần là thượng tọa tự tứ và hai là đại chúng ăn tự tứ. Mà thượng tọa tự tứ là hai vị thượng tọa đối thủ với nhau mới nói rằng hôm nay là ngày chúng ta tự tứ, tôi thì theo vị cũng tự tứ, xin ba vị thấy nghe nghi thấy thì chỉ lỗi cho tôi, không tôi như thấy như pháp mà sám hối. Còn đại chúng tự tứ thì tối đa là 3 vị đối với 1 vị tỳ kheo đại diện cho tăng để xin chỉ lỗi, chứ không được hơn 3 người. Tại vì hơn 3 người là 4 vị thành tăng rồi, thành tăng thì xin tăng chỉ lỗi cho mình, thì cái điều đó là trái với luật, tăng không bao giờ chỉ lỗi cho tăng được. Cái điều này lưu ý rất nhiều. Là tối đa là 3 vị đối với cái 1 vị kia đại diện của tăng xin tăng chỉ lỗi. Đó là cái nhân số từ tứ, thì phải là cái trú xứ 5 vị tỳ kheo tối thiểu mới được làm lễ từ tứ. Đó là cái điều rất quan trọng. Khi từ tứ rồi thì tất cả những hàng tỳ kheo có 4 việc cần phải làm trong luật Đức Phật dạy. Thứ nhất là khi ăn cư rồi làm phải lại từ tứ. Thứ hai là thọ y công đức, y katina, là cái y mà thưởng thiện phạt ác mà hàng tỳ kheo trong 3 tháng ăn cư được hưởng 5 điều lợi ích, là mở rộng của 3 vật đề và ni tắc kỳ 3 vật đề, nên hàng tỳ kheo sau đó thọ y công đức. Thứ ba nữa là giải giới và kết giới lại. Và thứ tư là chia vật trong 3 tháng ăn cư. Đó là những việc làm của một vị tỳ kheo.
theo khi mãn hạn 3 tháng thì đây là một cái ngày mà chư Phật, chư Tổ đều là vui mình, mừng vì 3 tháng an cư. Hàng thiệt theo người xuất gia đã thúc liễm thân tâm, làm những cái điều mà lợi ích cho một người xuất gia trong hiện tại cũng như là tương lai của mình. Thì mà mong rằng những điều này, cái ý nghĩa là tất cả ai hiểu, nên cái ngày này coi như là cái ngày mà coi là tâm tiến, thường gọi là tu bát quả la, nhưng mà Phật tử tập trung để mừng cái ngày mà chư tăng trọn vẹn 3 tháng an cư, có bao nhiêu công đức để hồi hướng cho tất cả những người mà 3 tháng an cư lo cho mình. Là một vị tỳ kheo, là một mảnh đất để dọn dẹp trong 3 tháng để Phật tử có cái duyên là gieo trồng những hạt giống tốt của mình trong 3 tháng an cư. Đó là một điều vui mừng của người con Phật tập trung cho tất cả mọi tầng lớp. Nên xin cảm ơn các vị đã theo dõi và chia sẻ chúng tôi trong liên quan đến vấn đề như vậy.